Trong một năm qua, thước phim mà gây ám ảnh nhất trên kênh của mình đó chính là người đàn ông này. Anh Cường từ một thanh niên khỏe mạnh là trụ cột gia đình, sau biến cố của gia đình thì anh lại trở nên điên loạn. Cũng có phản ứng gì mà nó biết sao nhờ. Có lẽ gặp ảnh hung hăng lắm mọi người, nhưng mà vẫn còn biết là anh chỉ đứng ở trên đó rồi anh cũng dám nhảy xuống thôi. Gương mặt là cái chân mày của anh thôi. Lúc mà anh chỉ vô này đó. Rằng là cô bác quý anh chị sẽ không quên hình ảnh một người đàn ông thanh niên sau khi vợ bỏ ra đi thì anh lại trở nên hung hăng hơn. Và người mà Bùi Hồ muốn nhắc đến đó là anh Cường, mà mọi người thường nói với một cái biệt danh đó là Thánh Hung Dữ. Ấy vậy mà sau gần mấy tháng điều trị từ Đạt Đồng Tháp cũng như là được sự hỗ trợ của thuốc men á, thì anh Cường ngày nay đã hoàn toàn lột xác. Một anh Cường đẹp trai, lịch lãm và lịch sự. Cho chị Tạ Hạnh ở Mỹ gửi đến các cô chú là những hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Mỗi một phần quà như vậy là trị giá khoảng 500.000 đồng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chắc là, có lẽ rằng là cô bác quý anh chị sẽ không quên hình ảnh một người đàn ông thanh niên sau khi vợ bỏ ra đi thì anh lại trở nên hung hăng hơn. Và người mà Bùi Hồ muốn nhắc đến đó là anh Cường, mà mọi người thường nói với một cái biệt danh đó là Thánh Hung Dữ. Ấy vậy mà sau gần mấy tháng điều trị từ Đạt Đồng Tháp cũng như là được sự hỗ trợ của thuốc men á, thì anh Cường ngày nay đã hoàn toàn lột xác. Một anh Cường đẹp trai, lịch lãm và lịch sự. Và thậm chí mà thời điểm mà Bùi Hồ đến đây quay phim á, thì anh đang chuẩn bị một bữa cơm sáng cho mình, cho bản thân của mình. Và anh Cường anh nói là cũng nhớ Bùi Hồ và cũng nhớ thời gian trước là cũng chỉ Bùi Hồ, nhưng mà ngày hôm nay á, anh Cường lại trong một cái ngôi nhà mới sau khi được sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm, và cũng hữu duyên rằng cái căn bệnh của anh đã không còn nữa. Ngày hôm nay là một anh Cường hoàn toàn hot boy hơn cô bác quý anh chị. Và đây là một cái Tết đầu tiên đối với một người đàn ông mà mình từng run sợ. Hôm nay thì anh lại thiện lành hơn. Anh Cường ơi, ngày hôm nay thì anh ăn cơm với gì đó? Tính Kiền Đạt đi mua hai anh em trở lên trển mua thịt với hộp vịt ăn kho rượu. Anh kho hay ai kho? Anh kho. Kho được không? Được. Vậy hả? Kho được không á? Được. Vậy hả? Mấy ngày qua thì cuộc sống của mình ở trong ngôi nhà mới này thì như thế nào rồi? Mình sống cũng vui vẻ, có anh chị đủ lại tới lui á, lui rồi cũng vui. Nếu như mà thời gian trước đây á mà cô bác anh chị lại gần anh Cường như Bùi Hồ thì cái không đó, bao giờ được. Cái đó tại vì cái đó là cái bệnh chữ chứ không phải anh Cường chữ. cái bệnh chữ thôi. Chứ bình thường là anh Cường có chửi không? Không có chữ đâu. Bình thường là mình không có chữ tại vì cái bệnh nó kiểu như nó nóng quá, nó cái mình không, lúc đó mà nói chung ra là mình không biết luôn á. Không biết luôn. Đó là một cái ký ức mà mình sẽ bỏ ở đằng sau. Và mình sẽ chuẩn bị đón một năm mới nè. Em muốn hỏi là Tết này thì anh Cường đã chuẩn bị gì cho mình một năm mới rồi? Mình cũng năm mới thì cũng chuẩn bị này, mình mua đồ này kia cũng vô trong nhà đồ cũng mình chuẩn lại là cho như lúc trước vậy. Lúc trước còn nhà trước á thì cũng vậy. Giờ mình muốn là mình làm cho nó vui vẻ hơn mấy năm về trước. Mấy năm về trước thì mình đâu có biết Tết đúng không? Đúng rồi, mình không có biết là Tết. Tại vì như cái bệnh của mình nó lâu rồi mà mình chưa biết cái bệnh của mình đó. Rồi để nó lâu rồi cái nó mới nhiều vậy chứ đâu có dữ à. Vậy thì Tết năm nay của mình thì như thế nào? Tết năm nay cũng vui vẻ, anh em rồi cũng là đây cũng là Cường cũng rất cảm ơn. Anh cảm nhận Tết như thế nào? Tết thì năm nay cũng thấy cũng vui vậy rồi à. Mà trời mình chuẩn bị đồ như là đồ đạc rồi cũng có hết rồi, mình cũng chỉ cần mình lo ăn thôi. Vậy hả? Hiện nay thì anh Cường nấu được những cái món nào rồi anh Cường? Nấu được như là gà hấp gừng á, là xào đồ hay là kho rượu đồ. Mình muốn
biết, mình nhớ là lúc trước mình cũng biết. Tết á thì thường người ta có rượu bia, người ta sẽ thường uống, thì anh Cường sao? Có dám uống không? Không, ta uống thì mình, ta uống thì uống, còn mình thì nếm nếm chút như đái nhỉ chút liếm, mình uống chút vậy đó. Là mình vậy? Chứ không có mà như lúc trước mà mình uống, như là lúc trước mình uống cũng, mà nói chung rượu mình uống cũng không có tác dụng gì. Mình cũng không thích uống luôn, cũng như mình không có cần uống gì đó, chẳng như là mình nếm miếng đừng cho nó vậy thôi chứ. Bởi vì người ta kêu nói thì sao, như người ta kêu uống ít ít thôi thì mình cũng uống ít ít thôi. Em nghe anh Cường nói một câu mà em rất là mừng, đó là trước đây là bệnh chữ chứ không phải là Cường chữ. Đúng rồi, tại vì lúc đó là cái bệnh nó chữ chứ không phải là Cường chữ. Còn bản thân của Cường thì như thế nào? Bản thân của Cường thì cũng như là bây giờ thì cũng như là gặp anh em thì cũng như lúc trước gì thôi, lúc Cường chưa bệnh gì á thì cũng như là anh em mình gặp thì cũng như là đi đâu gặp anh em mình thì vui vẻ vậy. Và trước đây khi mà Bùi Hồ quay đoạn clip về anh Cường á thì Bùi Hồ có nói một câu rằng á, chỉ mong một phép màu nào đó sẽ đến với anh Cường để anh thoát khỏi cái cảnh mà phải bị xích vào cái chân. Đúng rồi. Và lần đầu tiên thì anh tháo cái chân xích của anh ra là từ cái nhà lồng sắt như thế này. Cũng được chị Quanh ở Đài Loan hỗ trợ, và thật sự là đã tháo ra. Ngày hôm nay thì không còn cửa đóng đen cài để mà đưa tươi cơm từng bữa như trước đây nữa. Bây giờ mình cũng biết là mình nấu ăn thì cái gì mình cũng nấu ăn cũng được làm, tại vì hồi trước thì mình từng sống mình một, thì cũng bây giờ thì cũng vậy, như tự mình lo mình chứ giờ đâu ai lo cho mình được đâu, phải không? Anh Cường là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 47 gì? 47, 48, anh tuổi con gì? 1976 đó mà. Ồ, hay ha, năm 1976. Nhớ đầy đủ họ tên mình không? Không nhớ, không hết, nhớ có nhiều đó là. Mỗi ngày thì việc mình đi chợ nấu ăn thì như thế nào? Mình đi chợ mình nấu ăn thì mình mua mình để đó rồi anh em rồi là dùng. Nhưng mà tốn bao nhiêu tiền á? Thì cũng như thì cũng vài trăm hay là. Gì vài trăm như vậy? Như mình mua này cái kia rồi đó. Chân nhà mua đồ thịt thà rồi. Mọi cái thứ gì đó. Và chắc có lẽ là đây là một trong những cái video clip mà sẽ truyền cảm hứng, truyền động lực cho cô bác quý anh chị đang gặp bế tắc. Cũng giống như là trường hợp anh Cường với Út Nhất. Út Nhất còn nhớ ngày trước là đưa cơm cho anh Cường không? Lên đây ngồi Út Nhất. Nhớ chứ. Ngày trước đưa cơm sao? Cũng như là bỏ vô trong cái dĩa đó. Cái dĩa mũ đó, rồi cái lọng nước vô, cái đầu đưa cơm cho nó, rồi đưa nước, rồi đưa thuốc cho nó hút. Rồi đưa gì đó một ngày có khi nó ba cử. Nhắc lại cái chuyện xưa thì anh thấy nó buồn không anh Cường? Nhiều khi mình thấy cũng buồn, mà như mình bị cái sóng gió này nó như lúc đó nó ập đến cho anh Cường, mà anh Cường cũng đâu biết là cái bệnh này là nó như thế nào. Bây giờ thuốc của chị gì đó, chị Gia Gia, mà nó bị bình phục lại rất mau. Nhưng mà em nghe anh tâm sự anh cái muốn chảy nước mắt là như thế rồi, thì cũng như là thì mình là cũng như mặc cảm gì đó, như mình cũng như nhiều khi đã nói kiếm miếng nước mắt mình khó kiếm, còn mình tự nhiên nó cũng ưa chảy nước mắt, mình cũng nó ưa chảy xuống nước mắt. Anh chảy nước mắt là vì bệnh về mắt hay là anh cảm thấy gì lúc trước mà mình là mặc cảm mình buồn? Lúc trước mình cũng có buồn chuyện này kia, mình cũng mấy nhiều khi mình nhớ là cái hoàn cảnh nhà cũ của mình đó, mình nhớ là mình
lúc đó mình đốt đó. Rồi mình không có biết là nghĩ, mình nhớ là không biết nghĩ sao tại sao mình đốt vậy đó. Mà mình đâu biết là mình, cái bệnh của mình là nó xảy ra tới vậy, phải không? Thì nói gì nghĩ lại thì mình có hối hận không? Mình nói hận, mình nghĩ sao mà mình cái nhà mình rồi mình lại đốt rồi. Thì mình cũng nhớ lại mình cũng buồn. Nhưng mà chuyện gì nó qua thì mình xếp nó vào một góc. Và quan trọng là mình phải sống cho hiện tại và ở thời điểm tương lai. Đúng. Mình không thể sống như vậy hoài được. Chắc có lẽ là mình sẽ tìm thêm một người nấu phụ nấu cơm cho mình. Có bao giờ mình sẽ nghĩ như vậy không? Thì cũng nhiều khi cũng có, mà mình thì nhiều khi nhiều người ta nói như là mình gặp nhiều đứa không thật tình với mình đó. Như bị mình bị gạt vậy thôi. Nhiều người ta không cho vậy đó. Có ai đã tự tìm đến anh chưa? Cũng như là chưa có, như là mình bị bệnh rồi mình cũng chưa là quan tâm gì mấy chuyện đó. Do thời gian hết bệnh của mình mới đây thôi. Và mình cũng chưa sắp xếp được cái việc của mình. Nhiều khi giờ người ta cũng chưa biết mình là cái gì sao nữa. Vậy hờ. Như giờ nhiều khi mình muốn gặp người đó cũng chưa muốn gặp mình, mà muốn chưa biết làm sao nữa, mình đâu có nghĩ đến tới đó được. Ngày hôm nay thì mình nấu cơm, ăn cơm với lại thịt kho hột vịt mà đều chưa mua. Thôi em thấy anh đang vô cơm đúng không? Đang vô cơm, bắt lên đi. Này đâu biết, để cho anh bắt lên. Để cho anh Cường bắt lên đi. Nấu cơm buổi sáng ăn lúc mấy giờ anh Cường? Lúc 6 giờ. 6 giờ. Rồi bắt đi khi nào mới ăn? Mình bắt ra chừng 10 phút à. 10 phút là ăn thôi. Là kho cá hay kho thịt gì là tự mình làm hết. Thì cũng như mình cũng biết làm đó. Biết làm đồ ăn. Dạ. Sau này mình cũng sẽ kiếm người phụ bắt nấu cơm với mình đúng không? Đúng rồi. Chứ không lẽ mình đâu phải sống vậy hoài được. Vậy mình cũng nghĩ vậy, đâu có sống vậy hoài được. Mà có nhiều cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nói rằng là sợ mà người ta vô người ta gạt mình đúng không anh Cường? Đúng rồi, mấy chị cũng có nói sợ đừng có gặp ai hết trơn á, sợ người ta gạt Cường. Thì anh nói sao? Thì mấy chị cũng có nói vậy, Cường mới nói thì cũng như là thì cái chuyện đó thì tới đâu hay tới đó. Chứ mình cũng chưa biết trước được là làm sao nữa. Lường nước là lường sao anh Cường? Cũng như là lường cho nó cơm nó khô. Nhưng mà bao nhiêu nước là nó vừa? Bao nhiêu đây là vừa. Vậy hả? Cơm vừa, vừa cơm. Bao nhiêu đó là vừa rồi. Anh này anh nấu mấy lon? Nấu lon à. Lon một hả? Nhà mình mát không anh Cường? Mát. Mà có khi nó mình này kéo lại thì nó hầm. Nhà mình có tủ lạnh không? Không. Vậy hả? Ai giặt đồ? Anh giặt. Anh giặt luôn hả? Rồi nhà vệ sinh ở đâu cho em coi với. Đó giờ em chưa vô luôn này. Đi giờ xích vô rồi. Nhà vệ sinh ở đây ha. Gọi đồ đạc cũng gọn gàng hả anh Cường ha. Mình đi vệ sinh mình phải dội nước cho nhiều vô. Mình dội cho nó nhiều, đừng có hôi. Cho nó đừng có hôi á. Ở bên đây là mình sẽ phơi đồ bên đây. Đúng không? Đúng rồi. Giặt đồ đều, giặt đồ ở trong này luôn hả? Giặt đồ ở trong này, có lại thùng nước nó ở đó. Dạ, rồi đem đồ qua đây phơi. Đây là cái chỗ ngủ của mình đó hả? Đây, chỗ ngủ của mình, có cái ghế đẹp dưới ta. Tối ngủ mình buồn không? Cũng thì mình cũng buồn vậy, mà điều lúc trước thì mình cũng mình có buồn, nghĩ là buồn thì một mình nghĩ một mình thì phải gánh chịu thôi chứ. Đèn không sáng nè. Có đèn ngủ không đây hả? Có. Đèn này là đèn ngủ đúng không? Đạt mua đèn đó đó. Có chiếc xe đạp để đi dạo nữa kìa. Ngày hôm nay là mình mua này chưng Tết đấy hả? Anh tự mua hay là ai mua? Không, cái đó là Đạt tặng cho. Bên Mạnh Thường Quân có Đạt gửi tặng để mình chưng Tết đúng không? Đúng rồi. Dạ, nhà thấy chén dĩa ly đồ đầy đủ giống như một cái gia đình riêng luôn á. Nó giờ cũng như là nó không có thiếu gì chứ. Đâu có thiếu gì đâu, chỉ thiếu vợ thôi. Đúng rồi.
thì mình cũng như thì mình tới đâu vợ con người ta đâu hay tới đó, chứ mình cũng đâu chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Một cái ngôi nhà rất là dễ thương, nhỏ nhỏ cũng có đầy đủ cửa sổ, đầy đủ ánh sáng, có phòng khách, nhà vệ sinh, rồi có phòng ngủ, rồi nhà bếp luôn. Nhà nhỏ mà có vỏ. Tết này được lì xì nhiều không anh? Thì cũng như người này thì lâu lâu người này lì xì, người kia lì xì đó. Ừ. Lì xì cho em nhé. Cái đó thì anh không, cái đó thì anh không dám. Sao không dám? Không, tại vì những cái anh em như đi quay này thì Cường cũng là biết phần nào, như như đi quay rồi Đạt nói anh sao sao chỉ sao sao thì mình biết đó. Như quay thì mình cũng biết, mình hỏi hỏi tới lui cũng anh em được. Nếu như được nói một lời nào đó để cảm ơn cũng như là chúc Tết quý Mạnh Thường Quân thì anh sẽ nói như thế nào? Thì mình cũng chúc anh chị đồ cũng gặp nhiều may mắn. Mạnh Quân đồ. Nếu như để nói một lời nào đó để truyền một cái cảm hứng cho những người mà có những cái hoàn cảnh giống như anh, đã từng bị bệnh giống như anh, thì anh sẽ khuyên họ như thế nào? Như mình khuyên mình ráng cố gắng uống thuốc như Cường vậy là tốt rồi. Ừ. Bất cứ ai cũng vậy, mà uống thuốc như như tuy rằng bệnh của ai thì không giống Cường thiệt, mà đều Cường cũng mong là uống thuốc giống Cường vậy là tốt lắm. Vậy ha. Ừ. Đến thời điểm giờ còn uống không? Còn. Còn uống ha. Ừ. Ngày uống mấy lần? Ngày uống lần mà mình phân ra hai, như mình một liều mà mình phân ra làm hai. Mình có nghĩa sáng uống, chiều uống? Anh uống khi nào? Uống buổi chiều thôi. Uống buổi chiều rồi buổi sáng khỏi. Buổi chiều mình uống xong để mình ngủ luôn. Ừ. Nếu mà uống thì thuốc đó thì buồn ngủ đó. Buồn ngủ ha. Ừ, uống là mình nằm chút xíu là buồn ngủ tới tắt liền. Ồ vậy hơn. Đúng rồi. Ờ. Chút xíu là buồn ngủ. Ờ đúng rồi, nó buồn ngủ. Nhiều khi mình ăn cơm vô rồi là nhiều khi mình không dám uống nữa. Kiểu như nó mau buồn ngủ á, mau dẫn á. Vì thuốc của anh là thuốc an thần mà. À, ừ, uống nên cho mình ngủ đi, lấy lại sức sợ thức khuya thì mình sẽ chẳng được. Cũng như mà điều mà ít có thức khuya lắm, chừng sập sập mặt trời 7-8 giờ là ngủ rồi. Như nó thấm thuốc. Như nó, nhiều khi mình uống thấm thuốc cái mình ngủ ngủ quên luôn, mình uống không hay. À. Mà nói vậy đó. Chắc có lẽ là cô bác quý anh chị ngày hôm nay á, thì khi mà thấy Bùi Hồ bước lên nhà của anh Cường trong một cái tâm thế khác. Chứ ngày trước là lại đằng trước cửa là chuẩn bị chạy rồi. Ờ, tại vì... Trời ơi trời, anh Cường có biết không, để em kể anh Cường nghe cái câu chuyện gì nè. Kể cái câu chuyện về em thôi. Em hồi trước em không có dám mà cặp vai anh vậy đâu. Và thậm chí là không có dám mà lại gần anh để quay phim như vậy đâu. Đúng rồi, tại lúc đó kiểu như... Chỉ là bệnh chữ thôi em biết mà. Cũng như là mình lúc đó là kiểu như là mình... hết biết rồi, kiểu như nó hầm được bức ức trong mình lắm. Cái bệnh này. Nhưng mà em kể cho anh Cường nghe nè, ôn lại kỷ niệm tí xíu nha, nói về em thôi không nói về anh. Hồi trước á là anh ở đây nè, ngay tại cái nền này luôn, thì sao được Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh. Anh có một cái nhà sắt mà nó cửa đóng then cài suốt à, mà mỗi lần em thấy anh Cường mà anh Cường của lúc bị bệnh á, mà hung dữ lên cái làm bỏ dép em chạy luôn. Có đôi khi là mất chiếc dép luôn á anh Cường. Mỗi lần đi vô anh là mất đôi dép, mỗi lần đi vô anh là mất đôi dép à. Mà thấy thấy đã mình đã lúc đó mình chưa là đâu biết gì đâu. Nhưng mà em không có trách anh, em còn càng thương anh nhiều hơn. Như tóc mà để phủ mà còn không biết nữa mà. Nhưng mà lúc đó là cài lại càng thương anh, còn bây giờ thì lại rất rất quý anh, vì anh bắt đầu làm lại cuộc đời mới nè. Rồi đúng rồi, lại lúc đó thì Cường cũng cũng không biết gì hung.
Nhìn lại mà chỉ biết cười thôi hả anh Cường? Thì cũng như mình Tết tới thì mình người ta lợi nhà thì mình vui vẻ, nên mình đi tới đâu mình cũng phải vui vẻ. Như vậy là câu chuyện về một người đàn ông sau khi vợ bỏ đi thì xảy ra biến cố cuộc đời khoảng 3 năm. Chỉ sau 6 tháng tiếp cận và hỗ trợ từ Quý Mạnh Thường Quân á, cũng như là từ hỗ trợ cô Đạt, thì anh Cường đã trở lại một cuộc sống mới bình thường. Phải gọi đây là một cái phép màu thật sự riêng đối với bản thân anh. Và đó cũng là một cái niềm động lực rất là lớn, cũng như là truyền cảm hứng cho những người mà có người thân bị bệnh, từng bị bệnh giống như là anh Cường. Cũng mong rằng á, là thời gian sau này anh Cường sẽ tìm được một nửa còn lại để mà có thể cùng anh đi hết những cái chặng đường phía trước, mặc dù là nó hơi bị gập ghềnh hơn tí xíu. Nhưng mà Bùi Hồ tin rằng với những cái duyên lành á, từ cái việc mà bị bệnh rồi hết bệnh rồi biến cố gia đình rồi đến thời điểm bây giờ, là anh Cường là một người bình thường giống như bao người, cũng đón một cái Tết đầm ấm, chuẩn bị sửa sang nhà cửa, quét dọn sạch đẹp để mà đón Tết là một tín hiệu rất là đáng mừng. Cũng thay mặt cho anh Cường, gia đình của anh Cường, cũng như là Út Nhất nè, ông cụ, anh Tú, anh Cường, nói cho Bùi Hồ nói một lời chân thành cảm ơn tha thiết đến tất cả các cô chú anh chị, Quý Mạnh Thường Quân, Quý Nhà Hảo Tâm đã cùng chung tay với các anh em để cho một người đàn ông cứ ngỡ rằng là số phận của anh á sẽ chôn vùi với căn bệnh của mình. Tuy nhiên thì phép màu thật đã thật sự đến với anh. Và bây giờ thì chắc có lẽ là Út Nhất cũng đã chúc cho cô bác anh chị rồi, thì những lời chúc đó là từ tâm của Út Nhất, từ những cái đáy lòng của Út Nhất. Cũng bây giờ chắc có lẽ là anh Cường sẽ nói một lời chúc thay cho gia đình của Út Nhất. Cảm ơn Quý Mạnh Thường Quân ha anh Cường ha. Cường cũng cảm ơn anh chị các Mạnh Thường Quân cũng thay thế gồm hết luôn, là Cường cũng cảm ơn. Dạ bye bye. Hay là muốn hát nữa? Thôi khỏi hát. À, cảm ơn anh ha, cho em bắt tay anh cái. Chứ hồi xưa là không nhớ ra bắt đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày 29 âm lịch, cũng là một trong những ngày cận Tết. Và Bùi Hồ thay mặt cho chị Tạ Hạnh ở Mỹ gửi đến các cô chú là những hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Mỗi một phần quà như vậy là trị giá khoảng 500.000 đồng. Thì gồm ở đây thì gồm có 10 kg gạo với lại một thùng mì và một phần bao lì xì trị giá là 200.000 đồng. Và tổng cộng cái phần quà này á, thì được chị Tạ Hạnh ở Mỹ tài trợ với tổng cộng là 20 phần cho cô chú anh chị có những cái coi như là ấm áp hơn vào những ngày cận Tết như thế này. Và thời điểm này thì các cô chú cũng đã đến rồi. Lý do là hôm nay thì các anh ở đây nhận thay cho các cô chú, vì đa phần là các cô chú là những người lớn tuổi đó, nên là nữ việc vận chuyển những cái bao gạo này rất là khó. Và các anh sẽ đại diện cho các bà cũng như là các cô sẽ nhận những cái phần quà như thế này. Và trước khi mà thực hiện phát quà ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ cũng có liên hệ với chính quyền địa phương của ấp Tân Phú, xã Tân Long để phát phiếu cho các cô chú để mà nhận quà. Thì ở đây tổng cộng là 23 phần, chính xác là 23 phần cô bác quý anh chị. Và bây giờ thì cũng đến giờ rồi. Hôm qua thì Bùi Hồ cũng nhờ các chú phát phiếu cho các anh cũng như là các hoàn cảnh khó khăn á, những cái phiếu để mà nhận quà. Ở đây có một chữ anh này nè. Dạ, anh 3 phiếu ha. Dạ. Dạ. Tại vì anh nhận thai hả? Dạ từ từ đi, để em ấy cho. Dạ dạ từ từ đi cô. Để cho anh này. Anh có chạy xe là lớn không? Dạ. Đưa 3 bao gạo trước đi ha. Rồi anh để 3 bao gạo 30 kg đủ nặng đủ không? Gạo này là gạo tốt cho cô bác anh chị. Rồi là vô nhận mì sao? Dạ em cảm ơn anh chị. Dạ anh vô nhận mì sao ha, với bao lì xì. Gạo này là gạo gạo ngon, nó có giá là gạo thơm á, nên thành thử là khoảng 19.500 một ký. Dạ, mỗi một hộ như vậy là được 3 thùng mì với lại 3 bao gạo. Và cô bác anh chị thấy là Bùi Hồ đang đứng ở trên một cái nhà sàn. Nhà sàn là một cái đặc sản của Đồng Tháp với lại An Giang. Ở đây là một ngôi nhà chống lũ mà từ lâu rồi, nên thành thử là dạ đây. Đây em gửi cho anh 3 bao lì xì luôn nha. Đây mỗi một bao lì xì như thế là 200.000 đồng. Rồi tiền vô như nước nha anh. Rồi cảm ơn anh. Rồi chúc anh cùng gia đình ăn Tết vui vẻ.
Dạ, chị này là hai đúng không? Hôm nay là như Bùi Hồ cũng có nói á, là các chị, tại vì quà cũng khá là nặng nên là nữ là các chị, các anh á sẽ thay cho bà. Chị, con này mì để lên được không? Dạ. Đây. Đây. Dạ rồi, ăn Tết vui vẻ. Anh một phiếu đúng không? Một phiếu anh. Dạ. Dạ dạ, từ từ bà, để con rồi, cảm ơn anh luôn. Dạ. Mình. Dạ, anh cầm coi chừng bay bao lì xì nha. Bà một phiếu. Rồi bà, bà nổi không? Rồi bà cầm nổi không? Có ôm gì nổi. Cậu cậu ôm cho bà cụ này dùng cái. Đây. Mì nè, bà cầm mì với bao lì xì coi chừng mất. Này là ăn Tết cho bà mua bánh mứt chưng. Dạ. Tới bà đúng không? Đây. Chúc Tết con cũng ăn Tết vui vẻ nha. Dạ, vậy kia. Cảm ơn anh nha. Dạ. Đây. Dạ. Rồi ăn Tết vui vẻ. Dạ. Chị có chúc Tết con năm cũ mới ăn Tết với bà ha. Dạ, con cảm ơn. Và ngày hôm nay á là chưa lấy bao lì xì. Được cảm ơn anh nha. Được gì? Bà Hạnh hỗ trợ đó là được kết nối với lại bà Mã Xúy ở Mỹ. Nè, chưa cầm đi, chưa cầm đi đây. Gì này, dạ, hai mấy phiếu? Bốn phiếu cầm hết không? Mấy lần hai phiếu đi. Lần hai phiếu đi ha. Chưa, sao chưa có? Chưa, đây, còn mì nữa được không? Hay là mì ginh sao đi? Đưa bao gạo cho bà cũ rồi, chưa có rồi. Con đưa rồi. Sao bánh nó không có kìa? Đưa con đưa rồi. Người khác ginh giùm mà. Dạ, xong rồi. Xong chưa anh? Dạ dạ chưa. Bà cầm. Chưa, chị khi có hai mới có hai bao gạo à. Ừ, coi kiểm tra nha. Đúng. Xong kêu hai người đi, vậy sao hết? Dạ. Chờ chú, cậu ba đi, từ từ đi. Đây. Đây, cầm đi, ôm đi con. À, mấy phiếu. Cái này lấy lại. Bao nhiêu à? Cái này là 4 phiếu đúng không? 4 phiếu. Dạ. Này. Dạ chưa. Đây. Chú kệ cứ để gạo ở dưới đây, để trên cái trụ đó lên nhận cái mì mà coi. Đè đi lên lấy mì kìa. Bốn bao lì xì luôn đúng không? Này là nhận giùm bốn hộ hả? Nhận giùm. Dạ. Này bỏ túi. Đừng bỏ nó chạy về cái mất bao lì xì luôn. Thường luôn. Hai phiếu. Ông chở ba thằng đi, tôi chở thằng phụ của bà đứng cho. Hay là của ai đứng trên đó nữa? Dạ, ông Sáu. Đi ra. Đây. Mình nữa. Con này nữa sao? Đây con nhét túi cho. Dạ. Chưa chị, nhận mì nữa đúng không? Hai phiếu đúng không? Dạ. Còn anh còn không? Vậy là xong hết đúng không? Vậy là 23 phần, bây giờ thì còn lại 4 phần, có nghĩa là còn một cô chú nào đó chưa nhận. Thì đi xíu nữa, cô chú chắc có lẽ là bận công việc lại sau đó, thì Bùi Hồ sẽ phát sau.
Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Tạ Hạnh ở Mỹ đã hỗ trợ những cái phần quà Tết như thế này ha. Cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị cùng gia đình sức khỏe an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ha.